Phẩm chất quan trọng không thể thiếu của một chiến binh samurai chính là danh dự. Là tiếng nói nhắc nhở phải luôn giữ lấy con đường chính đạo, luôn luôn cố gắng và không từ bỏ. Danh dự giúp chiến binh cam kết thực hiện điều đã nói, bất kể hoàn cảnh. Danh dự là cơ sở tạo dựng niềm tin và là nền tảng của mọi mối quan hệ. Người có danh dự sẽ khiến nhiều người muốn hợp tác. Họ lưu giữ và xây dựng những giá trị đạo đức tốt đẹp. Thông qua việc kết nối nhân viên và khách hàng, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và giúp đỡ đội ngũ của mình gặt hái thành quả. Danh dự được họ đặt lên hàng đầu. Họ chính là người được giao trọng trách quản lý phòng kinh doanh với nhiều nhóm nhỏ khác nhau, cùng hoàn thành những mục tiêu chung, là người luôn nỗ lực đưa ra những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, vượt qua các thách thức để đạt thành công. Mỗi phòng kinh doanh vững mạnh sẽ tạo nên một Dai-ichi Life Vietnam hùng mạnh.